Cánh rừng Net Zero Vinamilk, đất mũi Cà Mau là dự án khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 25 hectare rừng ngập mặn của vườn quốc gia mũi Cà Mau. Từ đây chúng tôi hy vọng sẽ có 100 đến 250 ngàn cây con sẽ mọc lên, vừa giúp giữ đất, vừa góp phần làm chậm biến đổi khí hậu. Các cánh rừng ngập mặn nó trở thành một cái bể khóa carbon, tích trữ carbon rất là hiệu quả. Chúng tôi quyết định lựa chọn Cà Mau để triển khai cánh rừng Net Zero Vinamilk ở Cà Mau. Tại vườn quốc gia mũi Cà Mau, cái điều kiện của bãi bồi nó đủ đặc để hạt mắm khi mà nó rơi xuống bãi bồi thì nó có thể mọc lên thành cây. Vì vậy mà chúng ta sẽ làm một cái hàng rào thì những hạt mắm này sẽ mọc lên thành rừng. Và những cánh rừng này trong tương lai có thể trở thành bể chứa carbon rất là tuyệt vời, tại vì có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng rừng ngập mặn là cái nơi mà có thể tích tụ và chứa được lượng carbon lớn hơn 4 đến 10 lần so với rừng trên đất liền. Khó nhất là quay cái cọng kẽm làm sao mà cho nó sát lại với nhau mà nó cứ tích tụ. Vui là chính, thì mình được hoạt động chung với tập thể, mình được làm một cái việc có ý nghĩa cùng với lại đội ngũ anh em cùng chung công ty. Cực kỳ hào hứng và cực kỳ tuyệt vời. Cũng lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn đủ sức khỏe để chiến đấu cùng anh em trẻ. Rất là hứng khởi, mong muốn là bây giờ đang là một bãi đất trống nhưng mà 3 năm sau hoặc 4 năm sau thì nó sẽ là một cái khu rừng như xa xa như mình nhìn thấy ở đây. Thực sự rất là xúc động vì cách đây 5 năm tôi cũng đã từng có mặt ở đây để tổ chức cái chương trình 1 triệu cây xanh cho Việt Nam. Sau 5 năm thì ở đây là một những cái rừng cây. Và thực sự tôi cũng muốn cánh rừng Net Zero trong vòng 5 hay 10 năm tới nó cũng tăng trưởng phát triển mà mang lại những cái sắc xanh cho vườn quốc gia Cà Mau. Luôn luôn là phát triển, đem lại cái môi trường rất tốt cho người dân và giá trị cuộc sống của chúng ta trong tương lai.